kính thương trời mừng con chưa Phật chưa Phật thưa cô, con kính lại đức mẹ Phật bà năm mẹ cũng hạnh. Hôm nay với lòng thành kính con về miếu cùng sự tam bảo châm dầu đốt đèn rót nước, kiến lên trước án trầu cao thắp nén tâm hương. Con nguyện xin đức mẹ Phật bà năm mẹ cũng hạnh, đèn trời soi xét xin ân điển ban cho con một thầy sâm may mắn, một thầy sâm lộc, một thầy sâm tài. Số trong thầy sâm, trong hũ sâm có từ 00 tới 99. Xin đức mẹ Phật bà năm mẹ ngũ hành ân điển ban cho một thầy sâm. Số trong thầy sâm có cái lộc trùng khớp với ngày thứ bảy tại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2023. Xin đức mẹ Phật bà, xin năm mẹ ngũ hành có ban độ cho cái lộc may mắn ngày thứ bảy và thứ tuần, ngày 11 tháng 11 năm 2023. Xin đức mẹ Phật bà năm mẹ ngũ hành ân điển độ ban cho con xin một thầy sâm lộc, một thầy sâm tài, một thầy sâm may mắn ngày thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đức mẹ Phật bà nhằm ngày 28 tháng 9 âm lịch, xin đức mẹ Phật bà độ ân điển ban cho con một thầy sâm lộc, một thầy sâm may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Xong bài là nằm bước xuống rồi, dắt lại quay vào trong, dắt lại trình lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ đức mẹ Phật bà năm mẹ ngũ hành, đèn trời soi xét đây là số thầy sâm con vừa lắc ra được. Con quay vào trong, con trình lễ đức mẹ Phật bà năm mẹ ngũ hành, các vị long thần long thiên hộ miếu, xin đèn trời soi xét ân điển ban cho số thầy sâm này có cái tài cái lộc ngày thứ bảy cuối tuần trùng khớp với đại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 9 âm lịch, cũng là ngày cuối tháng. Con xin đức mẹ Phật bà độ cho bà con cô bác trên kênh của con có được cái lộc may mắn từ số thể sâm này để tìm cầu mua tờ giấy số, được cái lộc may mắn bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Con cúi xin đức mẹ Phật bà năm mẹ ngũ hành, các vị long thần long thiên hữu miếu, đèn trời soi xét xin ban các phước cái lộc may mắn cho số thể sâm này. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con thành tâm xin đức mẹ Phật bà năm mẹ ngũ hành độ ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Số thể sâm là số 808 các bà con. Số thể sâm là số 08 ha. Số 8 nha bà con, số 8 là số 08 ha. Cái này người ta không có viết số 0 trước, số 8 nha bà con ha. Số 8 là 08 ha. Ngày thứ 7 là số 08 ha. Dắt lại xin để vào trong bát hương để cho đức mẹ Phật bà độ cho bà con. Số thể sâm là số 8 08 ha, 708 nha bà con ha, 708. Số thể sâm nằm ốp xuống thì bà con thích mua 708 thì mua, không thích mà mua 780 ha. Bà con nên lót lại cái ẩn ý của đức mẹ Phật bà thì dắt lại không biết sao ha. Chứ thật sự ra là số là 08, bà con nên thích thì mua 08, không thích thì mua 80, 708, 780, 08 ngày thứ bảy rất là đẹp nha bà con ha, tại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang nha. Nam mô A Di Đà Phật. 08, bà con nào thích mua 08 thì mua 08, không thích thì mua 80 ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ đức mẹ Phật bà, xin đức mẹ Phật bà đèn trời soi xét. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi giờ dập lại xin thêm chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, ông bà tài cho bà con thêm một thầy sâm ha, để bà con có thêm cái sự lựa chọn mới. Bông này và dưới này có cầu nở là đẹp không bà con ha. Mọi người đạo Phật thì dắt lại cũng thành tâm dâng lễ vật đầu cao lên trước án, kiến lên trước án, dắt lại cũng đốt thuốc và thành tâm xin cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật cho bà con có thêm cái sự lựa chọn mới nha. Con cúi đầu đảnh lễ chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài. Con cúi đầu đảnh lễ ông bà binh gia binh tướng của bà. Con cũng cúi đầu đảnh lễ ông bà tà, chư vị xuân thần thổ địa, ngũ phương ngũ thổ, hai bên tà hữu miếu bà. Hôm nay với lòng thành kính con về miếu thắp nén tâm hương, con ngưỡng bái bạch chư vị, xin chư vị độ cho con một thầy sâm lộc, một thầy sâm may mắn. Trong hũ sâm có từ 00 tới 99, xin ban cho con một thầy sâm. Số trong thầy sâm có cái lộc ngày thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng nhằm ngày 28 tháng 9 âm lịch, xin ban cho con đặng một thầy sâm tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xin thầy sâm bay ra nằm ngửa lên, nằm ốp xuống luôn nữa, sâm ốp luôn rồi bà con ha. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là số thầy sâm may mắn, con cũng quay vào trong, con trình lễ chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, ông bà tà, ông bà binh gia binh tướng của bà, xin độ cho số thầy sâm này có cái lộc ngày 11 tháng 11 năm 2023.
trùng khớp với đại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang, miền Nam là chính. Xin ông độ cho về miền Nam lớn rực rỡ, trước là miền Nam, sau nữa là miền Trung, miền Bắc, để bà con nào cũng có thể tham khảo được cái lộc ăn đức của chư vị ban cho. Nam mô A Di Đà Phật, xin ông địa ông thần tài, xin ông bà tà, xin ông bà binh gia binh tướng của bà, xin ông bà sơn thần thổ địa độ cho số thể xâm này. Nam mô A Di Đà Phật, có cái lộc lớn trùng khớp miền Nam là chính, có cái lộc tại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Nam mô A Di Đà Phật, con xin đón nhận số thể xâm này. Số thể xâm là 11 luôn bà con, 11 luôn. Trời ơi, ngày 11 tháng 11 là số 11, nó còn gì mà nói bà con. Ngày 11 số này khỏi sợ đảo luôn rồi bà con. Xâm này khỏi cần nói âm dương, khỏi sợ đảo luôn. 11, 8 11 nha bà con, 8 11. Ngày 11 tháng 11 là mà số thể xâm 11 nữa, còn gì để mà nói bà con. Thì đó, số thể xâm 11 là linh ứng ha. Sự linh ứng, linh nhiệm ngày 11 mà ông ban cho số thể xâm là 11. Ngày 11 tháng 11, số 11 luôn nữa bà con, ghép vào 8 11 ha. 8 11 và gạt lại sinh trên Đức Mẹ Phật Bà là 808. Thì bà con ghép vô là 8-11 cũng là chính xác luôn ha. 08 ha, 08 nghe bà con, 0880, 808, 708 gì đó cũng được ha. Bà con ghép vô ha. Giác lợi xin chúc bà con cô bác ngày nghỉ cuối tuần an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn gặp nhiều thuận lợi, có được buổi tối chiều, có được cái lộc lớn rực rỡ. Đại thành phố Long An 8-11, 11 là rất là đẹp cho ngày thứ bảy chủ nhật các bà con ha. Bà con ghép giùm cho giác lợi là 8-11 ha. Bà con lấy số thể xâm trên Đức Mẹ Phật Bà là số 8, bà con ghép xuống đây là 8-11 dùm cho giác lợi ha. 8-11 ha. 8-11 ha. Bà con nhớ nha, 8-11 ha. 8-11 ha bà con ha. Nam mô A Di Đà Phật. Có trầu có cao hôm nay giác lợi thỉnh trầu cao về giác lợi cúng trả lễ để xin cái lộc cho bà con. Giác lợi cũng nguyện xin chư vị thần linh độ linh ứng ban cho bà con được cái lộc lớn. Giác lợi xin chư vị thần linh độ ban cái phước cái lộc này đến cho tất cả bà con ha. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi cũng mong rằng cái lòng thành của giác lợi sẽ đem tới những may mắn cho bà con cô bác ha. Nam mô A Di Đà Phật. Và mặc dầu là bệnh hoạn cũng còn, giác lợi cũng cố gắng đi về sớm vệ sinh cái lọc cho bà con. Giác lợi xin cái thẻ xâm này lúc 6 giờ sáng. Giác lợi mong rằng bà con cô bác sẽ được cái lọc may mắn từ sự thành tâm của giác lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Gián Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Gián Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Gián Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện xin chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, ông bà ta, ông bà binh gia binh tướng của bà, đèn trời soi xét, xin nâng điển ban cho số thể xâm 8-11 có cái lộc lớn ngày chủ nhật. Nam mô A Di Đà Phật là cũng ngày thứ bảy là ngày chủ nhật, con sẽ về thành tâm con trả lễ ban cho số thể xâm 8-11 này có cái lộc ngày thứ bảy trùng khớp với đại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Con thành tâm chủ nhật con về con trả lễ chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, ông bà tà, ông bà binh gia binh tướng của bà thành tâm với lòng thành kính của con, xin ân điển độ ban cho số thể xâm này có cái lộc lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lại xin đón nhận số thể xâm lần nữa ha bà con ha. Số thể xâm là 8-11 nha bà con ha. 8-11 ha. 8-11 nha. 11 ha. 11 8-11 nha. 11 8-11 ngày thứ bảy bà con ghép giùm cho giác lại là 8-11 ha. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lại xin trên đây. Lên trở lên này bà con thấy không nè, đó số thể xâm trên Đức Mẹ Phật Bà là số 8, thì bà con ghép dùm cho giác lợi là 8-11 ha. Rồi giác lợi xin Đức Mẹ Phật Bà được là số 8 nè, 08, bà con ghép 8-11 và 808 và 708 dùm cho giác lợi ha. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi hồi xâm ha. Giác lợi cũng nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà đèn trời soi xét ân điển độ cho tất cả bà con cô bác trên kênh. Giác lợi quy lộc thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an. Bà con nhớ xem mỗi người cho giác lợi xin một lượt like, một lượt chia sẻ để giúp kênh giác lợi nhiều người đăng ký thêm, mong rằng nhiều người còn xem thêm, cũng như mong bà con có thể chia sẻ ủng hộ giúp giác lợi. Giác lợi nguyện cầu Đức Mẹ Phật Bà năm mẹ ngũ hành đèn trời soi xét độ ban cho số thể xâm là 08-11 vượt cái lộc lớn ngày thứ bảy, và nguyện cầu cho Đức Mẹ Phật Bà năm mẹ ngũ hành độ cho tất cả bà con cô bác ai xem kênh thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn luôn gặp điều may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi làm thành kính thành tâm của giác lợi. Giác lợi nguyện là sẽ đem tới cái vận may mắn cho bà con cô bác ha. Bà con cô bác xem kênh ủng hộ giác lợi và giúp giác lợi chia sẻ kênh là niềm động lực để khích lệ tinh thần giác lợi ha. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi ha. Đó, bà con thấy giác lợi cũng cố gắng phụng sự tam bảo dầu, giác lợi về châm dầu nè, bà con thấy châm cái nửa bình thấy không đó.
phẩm dầu nhang để về dắt lại chân bông rồi nè, dắt lại chân bông này là chưa tàn rồi, còn thấy không, bông này chắc tới cuối tháng được, không bất hợp thì lâu tàn, có thể cuối tháng được. Giờ anh em yếu đây khỏi chân, từ đây tới cuối tháng khỏi chân rồi, tới 30 là con 29 mùng 1 là khỏi chân, có thể là đi dắt lại bữa 30 dắt lại sẽ đi, 29 dắt lại sẽ đi về miếu giữa đồng hoặc là miếu hành xứ miếu ở dưới chợ gạo, dắt lại sẽ đi về hành xứ miếu chợ gạo dắt lại xin lộc cho bà con ha, có thể dắt lại đi về hành xứ miếu chợ gạo hoặc là dắt lại đi miếu giữa đồng để dắt lại xin cái lộc cho bà con. Còn cái ngày 19 tháng 9 là cái ngày vía của bà ở miếu giữa đồng, thì cái ngày đã tới dắt lại đã cúng dắt lại tới dắt lại quay cho bà con xem ha, và xin cái lộc ngay ngày cúng vía bà rất là linh. Nam mô A Di Đà Phật. Dắt lại mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em, chúc tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh ngày cuối tuần thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn luôn gặp điều may mắn, nguyện bà độ và che chở cho bà con cô bác được cái lộc may mắn và được cái lộc may mắn tiền số tài sâm, cũng như cái lộc may mắn về sức khỏe cũng như về công việc làm ăn. Xin Đức Mẹ Phật Bà năm mẹ ngũ hành đèn trời soi xét chứng minh, xin ban cái phước cái lộc. Bà con thấy không, nhang hôm nay buồn tàn rồi, nhang thường là buồn tàn rồi, bà con thấy chưa, thấy sự linh ứng của bà không, đồng hành của giác lợi linh ứng của bà đó, thấy chưa. Rồi giác lợi kính chúc bà con luôn an lạc nha, gia đạo luôn được bình an ha, làm ăn luôn gặp điều may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.